Một thầy tế lễ đến gặp Chúa Giêsu. Một ngày nọ khi Chúa Giêsu đến đền thờ, Ngài nhận ra rằng mọi người đang làm ô nhục nhà của Chúa. Con câu gì? Con bồ câu con. Thầy cho con bồ câu. Để họ buôn bán á. Họ đang buôn bán súc vật và đang đổi tiền ngay trong đền thờ. Ở trong Kinh Thánh không có nói là Ngài bệnh dây roi. Chúa Giêsu lật đổ bàn những người mà kiểu như là đang buôn bán thôi. Ngài ra lệnh dọn sạch những thứ này đi, đừng biến nhà ta cha ta thành nơi buôn bán. Ở trên tiếng Anh là a den of thieves, là chỗ mà kiểu như là lừa gạt. Đó, Chúa Giêsu quý trọng nhà của cha Ngài. Các thầy tế lễ vẫn hỏi Ngài phép lạ cho biết Chúa Giêsu có quyền dọn dẹp đền thờ. Chúa Giêsu đáp, phá hủy thánh điện này đi, rồi trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Không thể nào, người ta phải mất 46 năm để xây dựng thánh điện này. Nhưng Chúa Giêsu đã nói về thân thể của Ngài, giống như đền thờ. Cơ thể của Ngài là nơi trú ngụ của Đức Chúa Trời. Mặc dù Chúa Giêsu chết trên cây thập tự, nhưng Ngài biết rằng Đức Chúa Trời sẽ cho Ngài sống dậy vào ngày thứ ba. Vào buổi tối, một trong những thầy tế lễ đã thăm Chúa Giêsu. Ông ta biết Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời vì những phép lạ. Nicodemus đến gặp Chúa Giêsu để biết về Ngài nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo Nicodemus rằng con người phải được sinh ra lần thứ hai để đến được với vương quốc của Đức Chúa Trời. Nicodemus không hiểu, người già làm sao được sinh ra một lần nữa? Bên cạnh đó, họ sùng đạo, điều đó chưa đủ sao? Chúa Giêsu giải thích, thể xác sinh ra phần xác, thánh linh sinh ra phần linh. Thánh linh của Đức Chúa Trời giống như gió, con người ta không nhìn thấy hoặc không hiểu gió, họ chỉ nhìn thấy những gì gió gây ra. Ở trong Kinh Thánh không có sự giải thích này. Chúa Giêsu nhắc nhở Nicodemus về trẻ con của dân Israel than phiền Môi-se. Họ khóc than, chúng tôi chẳng có bánh, chẳng có nước uống và chúng tôi chán ngấy bán bánh đạm bạc mà Chúa ban cho chúng tôi. Tội lỗi của con người làm Đức Chúa Trời giận dữ, Chúa sai rắn lửa đến, nhiều người bị rắn cắn, nhiều người chết. Người dân nài nỉ, chúng tôi có tội, hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời đuổi con rắn đi xa. Vì thế Môi-se đã cầu nguyện cho họ, nhưng Đức Chúa Trời đã không đem con rắn đi. Chúa bảo Môi-se làm một con rắn lửa và đem treo lên một cây cột. Chúa phán, những người bị rắn cắn sẽ sống khi họ nhìn vào con rắn treo trên cột. Môi-se đã làm một con rắn bằng đồng và ai bị rắn cắn, nhìn lên con rắn đồng đều được thoát chết. Chúa Giêsu bảo Nicodemus rằng con rắn của Đức Chúa Trời đã hồi sinh giống như con rắn đồng kia. Chúa Giêsu nói về cây thập tự giá nơi Ngài chết cho tội lỗi của nhân loại. Chúa Giêsu phán, Chúa yêu nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài để ai tin nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai tin nhận Chúa Giêsu sẽ được sinh ra một lần nữa trong gia đình Ngài. Có lẽ Nicodemus đã không trở thành môn đệ của Chúa Giêsu vào tối hôm đó, nhưng nhiều năm sau đó Nicodemus thể hiện tình yêu thương và đức tin ở Chúa Giêsu bằng việc giúp chôn con trai của Đức Chúa Trời bị đóng đinh trên cây thập tự. Má không có nhớ cái đoạn này ở trong Kinh Thánh nhé. Đây nè, Chúa Giêsu đang nằm đây nè. Người ta đang chôn Chúa sau khi Chúa chết đó. Sau đó Chúa Giêsu và môn đệ của Ngài tiến về phía bắc. Con người ở nơi các khác cần được rao giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời và có cơ hội tin vào Chúa Giêsu người Nazareth, con trai của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng. Thi Thiên 119 câu 130.